Ơ, trời, giật mình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Chép Tùng sẽ nấu cho quý vị một món ăn siêu phẩm. Tôm lăn bột trong truyền thuyết. Skin BB, phòng chống hâm da hiệu quả, an toàn cho trẻ sơ sinh. Trời ơi, bữa giờ thèm món đó dữ dội lắm luôn rồi đó. Nè, tôi thấy ông nên dành nhiều thời gian để nấu ăn cho tụi tôi hơn đi. Nếu như gia đình mình thích thì Tùng có thể nấu ăn gia đình mình cả đời luôn cũng được. Được. Nhưng mà ở đây người ta ăn chính nha. Bà ăn chật thôi, không cần phải vui vậy đâu. Mệt quá, có ăn là được rồi. Chết cha. Mua tùm lum tùm la, quên mua nước chấm rồi. Cái này mà không có tương ớt, ăn sao ngon. Thôi không cần đâu. Thôi để anh đi mua cho gần mà. Trời ơi, sếp gì đâu mua thiếu tùm lum la. Thiệt tình. Nè, sao hôm nay tao thấy mày cứ suy nghĩ mông lung, có chuyện gì vậy? Bây giờ tao hỏi mày chuyện này, mày góp ý cho tao với nha. Hôm nay á, tao có đi gặp anh Quang, rồi anh cũng có ngỏ lời mời tao về Minh Quang làm việc. Thiệt hả? Mày thấy sao? Vậy thì tốt quá rồi, nhưng mà mày làm ở vị trí nào? Tao cũng không biết nữa. Thiệt tình là tại vì lúc ảnh vừa mới ngỏ lời cái tao chặn liền rồi, cho nên cũng không có nói thêm gì hết. Trời ơi, sao tự dưng lại chặn? Minh Quang là một công ty lớn chuyên nghiệp nè, môi trường làm việc tốt nè, chế độ hậu đãi cũng có, rồi lương thưởng của nhân viên cũng tốt nữa. Nếu mà có cơ hội làm ở đó thì quá tốt rồi. Bây giờ mày thấy đó, đâu có phải dễ dàng kiếm được việc đâu. Thì tao cũng biết vậy, nhưng mà tao cũng biết sao. Nhưng nghĩ gì nữa, tao thấy nè, mày là mày rất là giỏi trong cái chuyện sắp xếp lịch trình nè, sắp xếp công việc nè. Vậy thì mày có thể làm ở vị trí thư ký hoặc là trợ lý. Nếu mà anh Quang đã ngỏ lời vậy thì mày thử hỏi anh Quang coi. Nếu mà mày muốn làm á thì mày cứ thử đi, cơ hội đâu phải lúc nào cũng có. Thôi, kỳ lắm. Tại vì á, ảnh nói xong người ta đã từ chối liền, tự nhiên bây giờ lại hỏi ngược lại. Kỳ lắm mày ơi. Anh Quang đã ngỏ lời mày như vậy á thì kiểu gì cũng đợi mày hồi tâm chuyển ý. Với lại đây là vấn đề công việc, đâu có phải yêu đương đâu. Mà người nào tỏ tình trước, người nào tỏ tình sau. Gì vậy trời? Gì mà tự nhiên nói gì tỏ tình ở đây? Rồi. Để tôi coi sao đã. Suy nghĩ thật kỹ rồi nhận lời đi. Để từ từ tao nghĩ đã. Hôm nay đi học á là Ken phải ngoan nghe không? Nghe lời cô giáo rồi mình phải ăn ngoan, mình ngủ ngoan biết chưa? Dạ, yeah, ông mèo. Hẹn chào chú Quang. Sao anh tới đây vậy? Thì Ken nói là muốn đi học bằng xe hơi, tôi qua tôi rước. Dạ. Yeah. Chuẩn bị đi chưa? Ủa cái gì vậy? Sao cô ăn mặc đơn giản quá vậy? Thì lịch sự thoải mái thôi chứ. Bình thường đi làm tôi cũng mặc như vậy mà. Được rồi, vậy đi. Đi con. Dạ. Yeah. Cái để chú cầm cho, mình đi. Cô ăn gì không? Đưa cho người chuẩn bị. Không cần đâu, tôi ăn sáng ở nhà rồi. Sao? Ngày đầu tiên làm việc, cảm giác thế nào? Hồi hộp không? Cũng có một chút. Nhưng mà nếu tôi làm trợ lý cho anh á, thì anh Tâm làm cái gì? Tới đó cô sẽ biết. Ủa anh, phụ anh, phụ anh. Dạ. Đây, em đỡ cho. Để ở đâu anh? Để đây luôn hả? Để đó. Rồi. Đi ra, dựng lên ha anh. Dạ, đây. Rồi, không sao đâu, em làm được nè. Dựng lên hả? Đây, sắp cho. Dựng lên. Dạ rồi. Rồi. Rồi, em để này luôn nha. Thôi, cái này qua anh kia. À dạ. Đây là tất cả hồ sơ trong 3 ngày làm việc tới. Từ cơ bản cho tới phức tạp. Việc nào quan trọng anh đánh dấu và ghi chú rõ ràng, em coi qua là biết liền. À dạ. Ừ, còn cái này mới quan trọng nè. Cái này là lịch làm việc của anh Quang, gặp đối tác nhỏ hay đối tác lớn, sở thích cũng như là anh Quang thích ăn nhà hàng nào cùng đối tác. Với lại quan trọng nhất á là giờ giấc nha. Em không được nhắc xa anh Quang nha, vì anh Quang là người cực kỳ khó tính. Dạ, anh chị mà anh khó tính thì em cũng không có lạ gì lắm đâu. Với lại sáng giờ em cũng nghĩ là chắc là phải nhiều tài liệu lắm, em sợ là em đọc không hết. Nhưng mà nếu có nhiêu đây thôi thì em xử lý được. Đâu có em,
Cái này mới có 3 ngày à? Dạ. Em đọc phải đọc hết cái đống đằng kia kìa. Là hết nguyên cái đống đó luôn hả? Đúng rồi. Còn bây giờ thì ta da, chào mừng em về team trợ lý của sếp Quang. Hồi nãy em thấy anh chỉ luôn cái đống đó thì thiệt tình là em hơi ngợp á. Nhưng mà không sao, em nghĩ là chắc em cũng làm được. Với lại á, nếu mà em làm chung với anh thì có gì em không biết anh chăm trước anh chỉ dạy cho em nha. Phải chi có anh giúp đỡ em á thì cũng đỡ. Bắt đầu từ bây giờ á, một mình em phải làm việc với cái đống đó đó. Anh nói vậy là làm sao? Thú thiệt với em, dù gì anh cũng ăn dầm đầm về với vị trí này hơn 5 năm rồi đó. Để xa nó, anh thật sự liên tiếc lắm. Anh nói vậy không lẽ là... Em không ngờ luôn á. Từ đó tới giờ em cứ tưởng ổng là thuộc cái tiếp khó chịu khó ở. Ai ngờ là bây giờ là khó sống luôn á hả? Em nói gì vậy? Anh cứ yên tâm đi, em sẽ đòi lại công bằng cho anh. Em sẽ làm ra ngô ra khoai chuyện này. Chứ ở đâu ra mà như vậy được. Dù sao hả cũng là làm cho mình bao nhiêu năm nay. Ủa công bằng gì vậy? Hả? Nè, anh làm sếp cái kiểu gì vậy? Hả? Anh có biết á, người ta là lính đi theo anh bao nhiêu lâu nay mà anh nỡ nào anh đối xử với anh như vậy? Đây là công việc yêu thích của anh biết không? Anh nghĩ anh có quyền hành trong tay, muốn đuổi ai đuổi đúng không? Tôi nói cho anh biết, nếu là vì công việc của tôi mà hất đổ chén cơm của người khác như vậy á thì xin lỗi anh, tôi không làm đâu. Cô có chắc là những lời cô vừa nói vừa rồi hoàn toàn chính xác không? Hả? Em có làm phiền sếp đang làm việc không? Cậu tới đúng lúc lắm. Giải thích cho cậu hiểu đi. Tôi nói cậu không tin. Dạ thưa sếp, thực sự thì 5 năm qua em cảm thấy rất vui vẻ và tự hào. Vì thứ nhất là học hỏi được kiến thức của sếp, thứ nhì là tích lũy được rất là nhiều công việc. Và em được cảm thấy mình được nâng cấp lên trong công việc hàng ngày của mình. Trời ơi anh là đàn ông mà, tại sao mà mình phải cúi đầu vậy? Bây giờ có cái gì thì mình nói ra hết đi. Những cái lời nói ngon ngọt của anh á, chắc chắn là anh ta sẽ không tiếp thu và cũng sẽ không cho anh bất kỳ một cơ hội nào hết. Chi bằng bây giờ trút hết ruột gan ra đi, nói luôn một lần, dứt áo ra đi luôn. Anh nói hết ruột gan rồi mà. Anh thực sự là chứ anh... hồi nãy anh nói với em cái gì mà anh muốn từ bỏ cái gì đó? Thì anh từ bỏ công việc cũ để anh lên công việc mới là trưởng phòng marketing. Có kịp nói đâu, anh nói là liên tiếp công việc cũ. Thì anh chuẩn bị lên công việc mới là trưởng phòng marketing. Anh chưa kịp nói là em đã đi ở đây rồi. Tôi xin lỗi. Có chút hiểu lầm ở đây. Tôi làm sếp bị quan cũng quen rồi. Với lại tôi là người rộng lượng, tôi sẽ bỏ qua cho cô. May mắn cho cô gặp một người sếp như tôi. Chứ nếu như gặp người sếp khác là cô tự hiểu ha. Ngoài cửa, cuối hành lang, bấm thang máy xuống tầng G, một đi không trở lại. Nguyên tắc của tôi là thư ký của mình phải nắm rõ tình hình mới vô báo cáo, hiểu chưa? Tôi nhớ rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Vậy thôi, nếu không còn gì nữa thì tôi ra ngoài làm việc. Hai nói chuyện đi. Dạ dạ. Dạ em cũng ra ngoài làm việc. Dạ em cảm ơn anh. Sao rồi, em bình tĩnh lại chưa? Em xin lỗi anh nhiều nha. Mới ngày đầu tiên đi làm thôi mà đã gây chuyện rồi. Không sao đâu. Thực sự trong công việc á, anh Quang là người cực kỳ khó tính. Anh muốn tất cả mọi thứ đều hoàn hảo,
và không có một sai sót nào hết. Có lẽ là lúc đầu á em hơi khó khăn chút, nhưng mà sau này em sẽ thích ứng được thôi. Nói thiệt với anh á, là chỉ qua một vài lần tiếp xúc với ảnh thôi thì em cũng đoán được ảnh là người rất là cầu toàn. Nhưng mà trong công việc á, anh Quang là người đúng sai rõ ràng, em chỉ cần nhận lỗi là anh sẽ bỏ qua thôi. Với lại đâu có ai có thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của người khác được. Chỉ cần em không ngừng học tập, chắc chắn sẽ tiến bộ. Với lại em mà đi làm việc với anh Quang nha, chắc chắn sau này em sẽ tích lũy được nhiều kiến thức lắm luôn á. Dạ, em cảm ơn anh đã chia sẻ với em. Anh, khi nào mà anh có thời gian rảnh á, chắc là phải mời anh một bữa cà phê để tâm sự học đạo á. Chuyện nhỏ. Sao mà có nhiều từ khó hiểu thiệt chứ. Toàn từ chuyên ngành không à. Mấy cái từ này. Alo, tôi nghe nè. Sao rồi? Mọi thứ ổn không? Thì nói chung là cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi đang đọc mấy cái tài liệu, khó quá. Đã vậy có nhiều từ chuyên ngành lạ quắc lạ quơ, không hiểu luôn á. Trời ơi, không biết thì nhờ người chỉ cho. Nhờ ông Quang á. Thôi đi, mày đừng nhắc nữa. Nhắc tới là tôi muốn độn thổ luôn. Ê, cấp nha. Dạ. Sáng giờ đọc tài liệu, có điều gì không hiểu không? Dạ không. Mọi thứ cũng không có đến nỗi khó lắm. Chỉ là có một vài từ chuyên ngành hơi lạ chút xíu thôi. Nhưng mà không sao, tôi đánh dấu lại rồi. Có gì lát tối về tôi sẽ tìm hiểu thêm. Rồi tôi chỉ cho. Dạ thôi, mấy chuyện này nhỏ xíu à. Không cần phiền tới sếp đâu, tôi tự tra trên mạng được rồi. Tôi nhớ hôm nay là có cuộc họp gặp đối tác mà. Sao chưa chuẩn bị nữa? Ủa, dạ đâu, còn cỡ còn một tiếng nữa lận. Nguyên tắc thứ hai, không được làm tốn thời gian của sếp một giây một phút nào hết. Là sao ạ? Hồi nãy giờ cô hỏi tôi phải trả lời mất 3 giây, rồi mất suy nghĩ trả lời cô thêm 1-2 phút nữa. Nhanh đi, lại lên. Dạ.